dòng lệ sắp rơi phai màu, nhòe đi nụ cười khi ơi. Nhanh với. Ai thế nhỉ? Aguero. Đây là Ronaldo. Bỏ thế thôi chứ. Không được nhỉ. Bóng phản đòn sang chân của mình này. Hai thế, đây là Messi. Hai thế nhờ. Có là may mắn cho mình. Bây giờ mình không nhận bàn thua anh em ơi. Xíu chút nữa thì mình đã phải nhận bàn thua đến từ đội bóng rồi. Hai phải. Và đã chuyển qua cực thoáng luôn. Tuy nhiên thủ môn của mình xuất sắc hơn rất nhiều. Bám đã thuộc về thủ môn của mình rồi. Hai thế nhỉ, Messi này. Tỷ số đó là một điều rồi. Cái hai cực. À, phút thứ 37 và tỷ số phản đòn là một điều. Mới thì thôi chứ không phải là phản đòn nha. Aubameyang này hơi một đây chứ đâu. Rất nhanh và rất gọn gọn. Rất nhanh và rất nguy hiểm đến từ Aubameyang. Mẹ cũng qua tốc độ trong game bet mà. Qua tốc độ trong game bet đấy. Một cú đúc cho Aubameyang. Và tỷ số đó là hơi một nguyên về cho mình. Rất nhanh luôn. Mình mới chỉ để đối thủ gã hòa một điều thôi. Và mình đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước rồi đó.
qua một. Quá nhẹ nhàng và easy. Hat-trick cho qua tốc độ. Anh em thấy mình đó kinh không? Đấy. Ok, đúng lúc này thì tiếng cười kết thúc hiệp một tại Avon lên rồi. Và mình đã giành được chiến thắng với tỷ số 3-1 nghi về mình. Đấy. Trong hiệp 1 thôi nha, hiệp hơi thì mình vẫn chưa biết được. Và chúng ta sẽ bắt đầu với những diễn biến chính trong hiệp hơi này. Với thật. Hài thế nhờ. Vẫn là Messi này. Và dứt điểm vừa rồi là của Beckham. Mã đi chạy không thành. Hay chắc xí nhờ. Aguero, Ronaldo này, anh em xem kỹ thuật này. Một người, hơi người, chuyền, dứt đi. Không được nhờ. Hay đá giống FIFA lại bóng không anh em. Không được nhờ. Và họ vẫn còn thi đấu rất tốt của anh em ơi. Rất may. Ronaldo. Aguero, Ronaldo. Để chuyển trả lại cho Aguero. Ronaldo. Một. Hơi. Dứt đi. What the hell, hơi pha giống nhau mà không vào hết cả hơi nha. Anh em thấy những pha đổ chân kia không? Tỷ số vẫn chỉ là 3-1 thôi, vẫn chưa có bàn thắng thứ tư cho mình, cũng như là vẫn chưa có bàn thắng thứ hai cho đội bóng cả. Không có gì nguy hiểm cả, phản công này. Cướp được bán rồi, Aubameyang này, còn thế thứ tư này. Chà, vào tại anh em ơi. 4-0, quá easy. Easy thế nhỉ. Đã bỏ thoát trạng luôn rồi anh em ơi. Vỡ trưởng thật. Ok, và bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem lại tất cả những pha nguy hiểm cũng như là những pha đa dạng đứng vào thế nha. Thì cái này thì không phải là cuối tặng cho nên anh em sẽ không thể xem được kiểu quay đẹp mát đâu nha. Đấy, cứ như mình cắt lại những pha áo bình thường cho anh em xem thôi. Rồi, mời anh em theo dõi nha. Đấy, đoàn theo dõi luôn ấy. Rồi thì clip mình đây thì cũng đoạn kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian theo dõi clip này. Nhớ ấn đăng ký kênh và bật luôn quả chuông bên cạnh để theo dõi những clip tiếp theo mình. Còn giờ thì hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo. Bye bye.
nhưng ngỡ được đâu cuộc đời đổ xô như sao.